áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, cô lại gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Chương trước chúng ta đã tìm hiểu về sự sinh trưởng và phát triển của cả động vật và thực vật. Thì trong cái chương đó thì chúng ta đã tìm hiểu được sinh vật cho sinh trưởng và phát triển ra làm sao. Vậy để sinh vật có thể sinh ra và sinh trưởng phát triển như vậy thì cái quá trình sinh sản ở động vật và thực vật sẽ diễn ra như thế nào? Thì đó chính là nội dung của chương ngày hôm nay cô cùng các em sẽ cùng đi tìm hiểu. Đó chính là chương 4, sinh sản. Trong chương sinh sản này thì chúng ta sẽ chia ra tìm hiểu về sinh sản ở thực vật và sinh sản ở động vật. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sinh sản ở thực vật trước. Và sinh sản ở thực vật thì có những kiểu sinh sản nào và nó diễn ra ra sao thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt nội dung của từng bài. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài 41, sinh sản vô tính ở thực vật. Nội dung của bài sinh sản vô tính ở thực vật thì chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó chính là khái niệm chung về sinh sản. Thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật. Trong phần 2 sinh sản vô tính ở thực vật thì chúng ta cần nắm được sinh sản vô tính là gì, các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật gồm những hình thức nào. Và nội dung thứ 3 trong phần 2 La Mã đó chính là phương pháp nhân giống vô tính. Cuối cùng đó là vai trò sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần 1 La Mã, khái niệm chung về sinh sản. Khái niệm chung về sinh sản. Nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa trang 159 phần 1 La Mã thì chúng ta sẽ đưa ra được khái niệm về sinh sản. Khái niệm sinh sản ở đây chúng ta sẽ xét ví dụ. Cô có ví dụ như sau. Ví dụ 1. Ví dụ 1, ví dụ như là cua đứt càng. Cua đứt càng. Thì một thời gian sau chúng ta thấy rằng nó sẽ mọc càng mới. Mọc càng mới. Ví dụ thứ 2. Đó là thằn lằn đứt đuôi. Cũng một thời gian sau thì chúng ta thấy rằng nó mọc đuôi mới. Mọc đuôi mới. Ví dụ thứ 3. Dây khoai lang. Dây khoai lang. Một số nơi ở địa phương gọi đó là dây củ. Gọi dây củ. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Khi sử dụng dây khoai lang trồng xuống, một thời gian sau nó sẽ tạo lên cây khoai lang trưởng thành. Cây khoai lang. Ví dụ thứ 4. Đó là hạt đậu. Hạt đậu. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta cung cấp đủ cho nó độ ẩm, điều kiện thì nó có thể nảy mầm, mọc thành cây đậu. Nảy mầm. Và mọc thành cây đậu. Đó, chúng ta xét ví dụ ở đây, ví dụ 1 và ví dụ 2 thì nói về động vật và ví dụ 3, ví dụ 4 thì nói về động vật. Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Trong cái quá trình này thì chúng ta nhìn thấy ở 4 ví dụ thì đó chính là gì ạ? Từ một cơ thể ban đầu sẽ hình thành nên cơ thể mới. Vậy từ đây chúng ta sẽ có cái khái niệm về sinh sản. Khái niệm sinh sản. Khái niệm về sinh sản. Sinh sản đó chính là quá trình hình thành cơ thể mới để đảm bảo cái quá trình phát triển liên tục của loài. Là quá trình hình thành cơ thể mới. Hình thành cơ thể mới. Đảm bảo quá trình phát triển liên tục của loài.
Đó. Vậy là chúng ta đã làm xong cái khái niệm sinh sản. Vậy các hình thức sinh sản sẽ gồm những hình thức nào? Thì chúng ta sẽ vào tiếp cái dấu sau tiếp theo. Đó là các hình thức sinh sản. Các hình thức sinh sản. Các hình thức sinh sản ở đây thì lúc nãy các bạn nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa trang 159 thì các bạn sẽ thấy được ngay. Đó là các hình thức sinh sản gồm có hai hình thức. Đó là hình thức sinh sản vô tính. Và hình thức tiếp theo nữa đó là sinh sản hữu tính. Vậy sinh sản hữu tính là gì? Sinh sản vô tính là gì? Thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng phần một. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hình thức sinh sản vô tính trước. Và ở đây chúng ta sẽ xếp đó chính là ở thực vật. Chúng ta sang phần 2 La Mã. Sinh sản vô tính ở thực vật. Sinh sản vô tính ở thực vật. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu sinh sản vô tính là gì. Một nhỏ, sinh sản vô tính là gì? Thì đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 159 thì các bạn thấy ngay thông tin sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta đó là gì ạ? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. Con cái thì giống nhau và giống hệt cây mẹ. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực giữa giao tử cái. Con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ. Đó là khái niệm sinh sản vô tính chúng ta ghi xong. Tiếp theo chúng ta sang tiếp đó là các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật ở đây thì các bạn đã nghiên cứu trước ở nhà bài học mới thì đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 159-160 thì các bạn thấy rằng chúng ta có cả hai cái hình thức sinh sản ở thực vật. Hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Sẽ gồm có hai hình thức. Có hai hình thức. Hình thức thứ nhất đó chính là sinh sản bằng bào tử. Sinh sản bào tử. Hình thức sinh sản vô tính tiếp theo ở thực vật đó chính là sinh sản sinh dưỡng. Sinh sản sinh dưỡng. Vậy sinh sản bằng bào tử là gì và sinh sản sinh dưỡng là gì thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sau. Nhưng tuy nhiên trong sinh sản sinh dưỡng thì chúng ta lại chia ra thành hai loại. Đó là bao gồm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng nhân tạo. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thì chúng ta đã biết rồi, đó chính là tự nhiên nó sinh ra và tồn tại trong tự nhiên. Còn đối với sinh sản sinh dưỡng nhân tạo thì đó chính là do con người tạo ra. Thì sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thì sẽ gồm có những hình thức sinh sản nào? Đó là bao gồm, chúng ta sẽ thấy, bao gồm có sinh sản từ lá này, từ thân này và từ rễ. Đó, từ rễ, thân và lá. Thế còn hình thức sinh sản nhân tạo thì chúng ta thấy rằng có các hình thức đó là dâm cành. Tiếp theo đó là chiết. Tiếp theo nữa đó là ghép. Dâm chiết ghép cành chúng ta đã xem rất là nhiều rồi. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái hình thức nữa, đó chính là nuôi cấy mô tế bào thực vật. Nuôi cấy mô tế bào thực vật. Đó. Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Đầu tiên đó là hình thức sinh sản bằng bào tử A. Sinh sản bằng bào tử. Sinh sản bằng bào tử ở đây chúng ta sẽ quan sát hình trang 160.
Hình 41.1. Hình 41.1. Đây. Đây chính là hình thức sinh sản bằng bào tử. Vậy chúng ta thấy rằng ở đây người ta vẽ, chúng ta nhìn thấy sẽ bao gồm có, các bạn nhìn thấy, quan sát ở đây, phát hiện ngay ra đó chính là cây rêu. Mà ở chương trình sinh học 6 chúng ta đã biết rồi, đây chính là cây rêu. Thì cái quá trình phát triển như thế nào tí nữa chúng ta phân tích sau. Thì chúng ta thấy rằng là sinh sản bằng bào tử thì nó sẽ có ở đại diện nào, họ hàng nhà rêu thì chúng ta sẽ biết. Đó là sẽ bao gồm có là hình thức sinh sản ở thực vật bào tử chúng ta gặp, bao gồm có rêu, dương xỉ, quýt, đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể ghi ý đầu tiên trước khi phân tích hình 41.1 là hình thức sinh sản, là hình thức sinh sản có ở thực vật bào tử. Ví dụ như rêu, dương xỉ, vân vân. Đó là chúng ta đã xét xong về sinh sản bằng bào tử. Vậy bào tử sẽ là gì? Thì chúng ta sẽ thấy, quan sát ở hình 41.1. Đây. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ban đầu đó chính là cây rêu. Và cây rêu này, cây rêu trưởng thành. Và cây rêu này người ta gọi là thể giao tử. Chúng ta thấy rằng khi cây rêu trưởng thành ở đây thì nó sẽ có phát triển lên cái bộ phận. Chúng ta nhìn, đây chính là gì ạ? Bào tử. Đây là bào tử. Và bào tử ở đây sẽ nằm ở đâu ạ? Nó có phần cuống của bào tử. Tiếp theo bên trên này chúng ta thấy rằng một cái phần phình ra. Thì đây chính là túi bào tử. Và túi bào tử sẽ nằm ở trong bào tử này. Trong cái quá trình này thì cái bào tử này hay thể bào tử này sẽ sinh ra từ thể giao tử. Nó sẽ tiến hành nguyên phân, tiến hành giảm phân. Cái quá trình giảm phân này nó sẽ tạo ra rất nhiều bào tử. Các bào tử này sẽ tiếp tục làm sao ạ? Nó sẽ tiến hành nguyên phân và phát triển, để tạo thành thể giao tử. Ở đây chúng ta nhìn tiếp tục. Đấy là cái quá trình từ gì ạ? Từ túi bào tử. Các bạn nhìn quay trở lại ban đầu. Thì đối với cây rêu ở đây, các bạn nhìn, nó là ở dạng đôn bội. Trong cái quá trình này chúng ta thấy rằng là gì ạ? Mỗi một cây rêu nó sẽ phóng được ra, đó chính là tinh dịch được phóng ra từ túi bào tử. Đây, cái túi bào tử đấy. Sẽ phóng ra. Và túi giao tử của trứng, đây chúng ta sẽ nhìn đấy. Thì khi chúng có cái sự kết hợp giữa túi giao tử của trứng, và trứng nằm ở trong này, với tinh dịch được phóng ra từ trong túi giao tử. Đấy. Thì quá trình gặp gỡ giữa tinh dịch và túi với trứng trong túi giao tử này thì người ta gọi đó chính là cái quá trình thụ tinh, giai đoạn 2. Và khi thụ tinh đấy nó sẽ nằm ở trong túi giao tử của trứng. Và khi vậy trứng sẽ được thụ tinh tạo thành hợp tử. Và ở đây hợp tử sẽ nguyên phân và phát triển nhiều lần. Để từ đó sẽ lại phát triển thành thể giao tử. Và cái quá trình này là quá trình lưỡng bộ. Ở quá trình bên trên này là quá trình đơn bộ. Thì khi quan sát và phân tích hình 41.1 thì chúng ta thấy có yêu cầu như sau. Yêu cầu thứ nhất đối với nội dung khi quan sát hình 41.1 đó là cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bằng bào tử. Và yêu cầu thứ hai là nêu con đường phát tán của bào tử. Thì vừa xong chúng ta đã nêu được cái ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản ở bào tử, đó là ở rêu và ở quýt rồi. Thì cái yêu cầu thứ hai của chúng ta đó là nêu con đường phát tán của bào tử. Thì con đường phát tán ở bào tử ở đây thì chúng ta sẽ thấy một số thực vật có hình thức sinh sản bằng bào tử, chúng ta sẽ gặp rêu này, dương xỉ này. Hình thức phát tán của bào tử sẽ có các hình thức phát tán theo đường, con đường đó là gió, nước và động vật. Đó, gió, nước và động vật. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có thể ghi theo con đường phát tán.
của bào tử. Theo con đường đó là gió này, nước này, hoặc là động vật. Đó. Vậy cái quá trình hình thành bào tử ở đây sẽ diễn ra như thế nào? Thì chúng ta thấy ý thứ ba, bào tử ký hiệu là N được hình thành, trong túi bào tử, từ bào tử thể, sẽ chuyển thành bào tử nguyên phân. Sau đó thì bào tử nguyên phân này sẽ tạo thành cơ thể mới. Và chúng ta còn gọi nó là giao tử. Vậy chúng ta đã xét về cái quá trình sinh sản bào tử. Tiếp theo chúng ta sang cái hình thức thứ hai, đó chính là sinh sản sinh dưỡng B. Sinh sản sinh dưỡng ở đây chúng ta quan sát hình 41.2, một số hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ở của thực vật. Ở đây chúng ta sẽ gặp thân củ, thân rễ. Thân củ ở đây chúng ta nhìn thấy có thể gặp rất là nhiều loại củ. Ví dụ như là củ khoai lang này, củ khoai tây này. Đấy. À, phát triển thân rễ ở đây thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là cây dâu tây này, cây bỏng này, đấy, hoặc cỏ chanh, vân vân. Thì đấy chúng ta sẽ gặp. Thế vậy quan sát vào hình 41.2 nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. Thì các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. Thì sinh sản sinh dưỡng ở thực vật là gì? Thì chúng ta phải tìm hiểu được cái khái niệm ở đấy đã. Thì chúng ta nhìn này, ở đây nó sinh trưởng phát triển từ thân này, từ rễ này. Thì vậy chúng ta thấy sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cây con được hình thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng, ví dụ như là rễ, thân hoặc là ở lá của cây mẹ. Vậy chúng ta có thể ghi khái niệm đầu tiên về sinh sản sinh dưỡng. Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cây con được hình thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng, như rễ, thân và lá, vân vân, của cây mẹ. Ở đây thì chúng ta có thể lấy ví dụ. Cây con được phát triển từ thân rễ thì chúng ta gặp ví dụ như là ở cây cỏ chanh này. Phát triển từ thân thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là ở củ khoai. Củ khoai ở đây chúng ta có thể gặp ở củ khoai tây hoặc là củ khoai lang. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là dạng thân củ. Còn từ lá thì chúng ta sẽ gặp ở lá bỏng. Đó, chúng ta đã xong cái phần khái niệm. Vậy cái quá trình sinh trưởng nó sẽ diễn ra như thế nào? Thì chúng ta sẽ trình bày tiếp.
đó là các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật chúng ta đã ghi xong đúng không ạ? Các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở đây thì chúng ta sẽ có thể ghi rõ hơn một chút, đó là trong phần này. Này, trong này thì người ta đưa ra là quan sát hình 42.41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. Thì các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật thì từ các phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng ở một số cây như rễ củ này, thân bò, lá, thân rễ, thân củ có thể phát triển thành cây mới trong điều kiện có độ ẩm. Và khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. Và khi quan sát hình 41.2 thì ta thấy hai cái hình thức sinh sản sinh dưỡng đó là gì ạ? Sinh sản sinh dưỡng từ thân củ, bao gồm ở đây là củ khoai tây. Và sinh sản sinh dưỡng từ thân rễ, ở đây đó là cây cỏ chanh. Đó. Thì chúng ta đã tìm hiểu xong sinh sản sinh dưỡng. Thì chúng ta đã nắm được cái khái niệm sinh sản sinh dưỡng ở thực vật là gì. Và có hai cái hình thức sinh sản sinh dưỡng, nó bao gồm là sinh sản sinh dưỡng từ thân củ và sinh sản sinh dưỡng ở thân rễ. Thì tiếp tục chúng ta sang phần 3, phương pháp nhân giống vô tính. 3, phương pháp nhân giống vô tính. Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 161 thì chúng ta nhìn thấy các hình thức phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật thì sẽ có các hình thức bao gồm đó là ghép chồi, ghép cành, chiết cành và dâm cành. Thêm nữa đó chính là gì ạ? Nuôi cấy tế bào và mô thực vật. Vậy chúng ta ở đây sẽ có bốn cái hình thức. Vậy bốn hình thức này sẽ được tiến hành ra làm sao? Thì chúng ta sẽ đi làm theo bảng như sau. Các bạn sẽ chia vở ra cho cô thành hai cột. Cột thứ nhất các bạn ghi phương pháp, cột thứ hai là ghi là tiến hành. Ở đây cô sẽ ghi cột phương pháp đó là sử dụng mác vở. Và cột thứ hai cách tiến hành đó là cột phía ghi phương pháp, cột thứ hai là ghi là tiến hành. Ở đây cô sẽ ghi cột phương pháp đó là sử dụng mác vở. Và cột thứ hai cách tiến hành đó là cột phía bên trong này. 3 là phương pháp nhân giống vô tính. Phương pháp, cột thứ nhất chúng ta ghi phương pháp. Cột thứ hai đó là cách tiến hành. Cách tiến hành. Ở đây chúng ta sẽ thấy phương pháp đầu tiên đó là ghép chồi và ghép cành. Ghép chồi. Ghép cành. Ghép chồi, ghép cành. Ghép chồi và ghép cành thì sẽ tiến hành như thế nào? Cái này các bạn cũng lại nhớ lại kiến thức của môn sinh học 6, phần sinh sản sinh dưỡng chúng ta đã có nói. Và thêm nữa đó chính là cái phần học nghề của các bạn ở chương trình 8, lớp 8. Thì các bạn cũng đã được học. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại. Về phương pháp ghép chồi ghép cành ấy, đó chính là cái hình thức lấy một đoạn thân. Lấy một đoạn thân. Cành. Hay chồi của cây này ghép với thân hay gốc, ghép với thân hay gốc của cây khác. Sao cho ăn khớp với nhau. Và chúng ta lưu ý là đối với cái phần ghép chồi ghép cành này
Thì là không phải chúng ta cũng lấy thân hay cành hay chồi của cây nào mà chúng ta ghép với cây bất kỳ cũng được. Mà lưu ý khi ghép này nó phải cùng với cái mối quan hệ đó là cùng loài. Đấy, hay chúng ta còn gọi một cái cách dễ hiểu đó là cùng họ hàng với nhau. Thế chúng ta đã xong cái phương pháp thứ nhất, đó là ghép chồi ghép cành. Cái phương pháp thứ hai, đó chính là phương pháp chiết cành. Chiết cành đó chính là chúng ta cũng chọn một cành, và cành ở đây phải đảm bảo đó là cành nó khỏe, không sâu bệnh, không quá non, không quá già của một cây giống nào đó. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy gì ạ? Lấy đất bọc xung quanh một đoạn thân hay cành đã bóc vỏ, và cái kỹ thuật khoanh vỏ đấy thì chúng ta đã học rồi. Và sau đó đợi một thời gian sau thì tại cái phần mà chúng ta khoanh vỏ, chúng ta bọc đất đấy thì nó sẽ mọc ra rễ. Rồi chúng ta sẽ cắt cái cành đó rời ra và đem đi trồng cây. Thì chúng ta có thể viết cái cách tiến hành chiết cành ngắn gọn như sau. Đó là lấy đất bọc xung quanh. Lấy đất bọc xung quanh. Lấy đất bọc xung quanh một đoạn thân. Một đoạn thân hay cành đã bóc lớp vỏ. Đã bóc lớp vỏ. Và khi chỗ đó, mọc rễ, thì sẽ cắt rời, rồi đem trồng. Đấy là chúng ta đã xét xong cái phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp chiết cành. Cái phương pháp thứ ba chúng ta xét đến đó chính là cái phương pháp dâm cành. Dâm cành ở đây cũng rất là đơn giản, chúng ta cũng cắt một đoạn thân bao gồm có thể là rễ này, hoặc là lá này, hoặc là cành, rồi vùi vào đất. Thế thôi ạ. Đó là cắt một đoạn thân. Hoặc là lá, rễ, hoặc cành. Tại sao chúng ta lại nói ở đây là đã nói là cắt một đoạn thân lại mở ngoặc ra lá, rễ hoặc cành, thì chúng ta có thể gặp như thế này. Lá, ví dụ như lá bỏng, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta bứt nó khỏi cái phần thân cây ấy, chúng ta cho xuống bên dưới đất ẩm. Sau đó chúng ta, cách đơn giản như các bạn có thể nghịch đó là các bạn lấy bông ẩm, các bạn đặt, xong đó đặt nó vào trong cái chén đấy. Các bạn đặt cái bông ẩm lên phía bên trên, hàng ngày các bạn phun cho nó một ít nước, tức là tạo cái độ ẩm cho nó ấy, thì từ cái lá đấy nó cũng phát triển thành cây mới. Hoặc là rễ, ví dụ như lúc nãy chúng ta nói đó là cái rễ cỏ chanh ấy. Khi chúng ta xới cỏ, chúng ta dẫy cái cây cỏ chanh này đi, nó đứt, nó vẫn còn lại một cái đoạn rễ đấy, thì một thời gian sau thì từ cái rễ đấy nó cũng phát triển thành cây mới. Hoặc là đối với cành, cành ở đây thì chúng ta gặp rất là nhiều, ví dụ như cành rau ngót này, hoặc là cái gì ạ, hoặc là một số loại cây khác, ví dụ như là cây cái đinh lăng, nó cũng có cái hình thức đó là một đoạn cành chúng ta cắm vùi vào đất, sau nó cũng phát triển thành cây mới. Thì đấy là chúng ta thấy tại sao ở đây lại nói là một đoạn thân mà lại có thêm lá, rễ hoặc cành ở đây, là ví dụ như vậy. Thì khi chúng ta cắt một đoạn thân bao gồm có thể là lá hoặc rễ hoặc cành này, rồi cắm vùi vào đất. Và chúng ta lưu ý một chút là không phải cứ cắm nguyên vào đất là nó sống, mà chúng ta phải cắm vùi vào đất ẩm, cũng có cần cái sự chăm sóc với nó. Chứ nếu mà chúng ta bỏ bẵng thì nó cũng không thể phát triển được đâu ạ. Cái phương pháp tiếp theo là phương pháp cuối cùng, mà cái phương pháp này thì cần cái sự đầu tư nhiều cũng như là chăm sóc rất là nhiều, và không thể thực hiện ở trong cái quá trình, cái điều kiện tự nhiên được, mà phải thực hiện trong cái điều kiện đó chính là môi trường thực nghiệm, hay nói một cách khác là ở trong phòng thí nghiệm, đó chính là nuôi cấy tế bào và mô thực vật.
Đối với cái phương pháp này thì nó rất là khó, không phải là ai cũng có thể làm được, mà ở đây phải cần lưu ý đó là những người phải có chuyên môn cũng như là phải có cái điều kiện cần thiết, đó chính là trong phòng thí nghiệm. Thì cái phương pháp này người ta sẽ làm như thế nào? Đó chính là tách tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật rồi đem nuôi trong môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo thành cây con. Và sau khi mà cây con này phát triển rồi thì bắt đầu người ta mới đem ra trồng ở cái vườn gọi là vườn thực nghiệm, có bao gồm đầy đủ các điều kiện chăm sóc chứ không phải là chúng ta mang ngay ra ngoài môi trường bình thường chúng ta trồng nhé, mà phải vào cái vườn thực nghiệm. Sau khi mà vào môi trường thực nghiệm người ta trồng và thí nghiệm cảm thấy đảm bảo rồi lúc đó mới đưa ra để trồng đại trà. Đó. Như vậy chúng ta có thể ghi về nuôi cấy tế bào và mô thực vật như sau. Đó là tách tế bào từ các phần khác nhau. Từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật. Của cơ thể thực vật. Rồi nuôi trên môi trường dinh dưỡng. Rồi nuôi trên môi trường dinh dưỡng. Rồi nuôi trên môi trường dinh dưỡng. Thích hợp để tạo thành cây con. Chúng ta đã tóm tắt cái kiến thức của phần ba nhỏ phương pháp nhân giống vô tính. Thì quay lại trong sách giáo khoa. Quay lại trở lại trong sách giáo khoa. Thì ở đây người ta có những cái yêu cầu phần lệnh của chúng ta. Thì yêu cầu phần lệnh của chúng ta như thế nào? Yêu cầu phần lệnh của chúng ta sẽ bao gồm đó là gì ạ? Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau. Nếu các phương pháp nhân giống vô tính, nhân giống sinh dưỡng và có cả ở trên hình 43 thì chúng ta đã làm xong ở trong nội dung bảng cô vừa cho các bạn ghi. Câu hỏi thứ hai là vì sao phải cắt bỏ hết rễ, bỏ hết lá ở cành ghép? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ tóm lược lại một chút. Chúng ta sẽ tóm lược lại nhé. Đây, các phương pháp nhân giống vô tính có và không có trên hình 43. Các phương pháp nhân giống vô tính có và không có trên hình 43 thì chúng ta có thể trả lời như sau. Các phương pháp nhân giống vô tính có và không có trên hình 43. Hình 43 của chúng ta. Hình 43 của chúng ta ở đây ghép và ghép mắt thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở hình 43 ở đây chúng ta thấy rằng nó sẽ có đó là ghép cành và vết ghép chồi, ghép cành và ghép chồi, đúng không ạ? Đây là ghép cành và đây là ghép chồi. Tiếp theo là vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép? Và ở đây ở hình 43 thì không có các hình thức nào, đó là chúng ta thấy rằng dâm cành này, dâm lá này, chiết cành, trồng củ, nhân giống vô tính trong ống nghiệm là không hề có, đúng không ạ? Và tại sao chúng ta lại phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép? Thì chúng ta thấy rằng khi ở cái cành ghép này này, nó vẫn đang bị tổn thương và chưa được kết nối với cái thân ghép, nên chính vì thế mà nó phải gần kiểu nó tích trữ lại cái chất dinh dưỡng. Nhưng chúng ta đã biết là cái lá cây ấy, cái bình thường nó vẫn diễn ra cái hoạt động đó là thoát hơi nước, và khi nó thoát hơi nước như vậy thì chúng ta thấy rằng nó sẽ bị mất đi hơi nước ở trong phần thân cây. Và chúng ta có thể giải thích cụ thể như này, đó là ở cành ghép ấy, các mạch đang bị tổn thương nên quá trình vận chuyển nước sẽ bị ảnh hưởng, do đó cần bỏ hết lá ở cành ghép để giảm cái quá trình thoát hơi nước ở lá và đồng thời tập trung nước để nuôi các tế bào ghép. Đó. Ở cành ghép các mô mạch đang bị tổn thương nên quá trình vận chuyển nước bị ảnh hưởng, do đó cần bỏ hết lá ở cành ghép để giảm cái quá trình thoát hơi nước qua lá, đồng thời để tập trung nuôi các tế bào ghép. Đó. Quay trở lại tiếp theo cái câu hỏi.
Đó là phần 1 chúng ta đã giải quyết xong. Phần A. Sang đến phần 2. Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành dâm so với trồng hạt mọc tự nhiên. Thì những ưu điểm của quá trình dâm cành và chiết cành so với mọc hạt tự nhiên thì chúng ta sẽ có cái ưu điểm như sau. Ưu điểm của cành chiết và cành dâm so với trồng mọc từ hạt thì chúng ta thấy rằng nhân giống sẽ nhanh. Nhân giống nhanh và giữ nguyên được tính trạng mong muốn. Cái ưu điểm thứ hai đó là thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây là từ cành dâm và cành chiết sớm ra hoa kết quả. Đấy là ưu điểm của khi mà dâm cành và chiết cành so với chúng ta trồng hạt. Thế chúng ta đã trả lời xong. Và ở đây chúng ta cần kết luận và ghi thêm cho cô đó là lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính. Dấu sao từ đánh dấu sao cho cô. Đó là lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính. Lợi ích. Lợi ích của cái quá trình nhân giống vô tính ở phương pháp nhân giống vô tính ở đây sẽ có những lợi ích sau. Lợi ích thứ nhất đó là giữ nguyên được các đặc tính di truyền. Giữ nguyên được các đặc tính di truyền. Giữ nguyên được các đặc tính di truyền của cây mẹ nhờ cơ chế nguyên phân. Cái lợi ích thứ hai đó là rút ngắn được thời gian phát triển của cây. Rút ngắn được thời gian phát triển của cây. Và sớm thu hoạch. Sớm thu hoạch. Cái lợi ích thứ ba đó là riêng nuôi cấy mô và tế bào ấy thì sản xuất cây sạch bệnh. Sản xuất cây sạch bệnh. Sản xuất cây sạch bệnh và giữ được đặc tính di truyền. Giữ được đặc tính di truyền và tạo được số lượng cây lớn. Tạo được số lượng cây lớn. Cũng như là giống quý. Giống quý trong thời gian ngắn. Đó là chúng ta đã rốt lại những cái ý nghĩa. Ở đây các bạn có thể nhân giống bằng mô, ví dụ như người ta áp dụng. Ví dụ như là áp dụng là nhân giống lan hồ điệp. Nhân giống lan hồ điệp. Nhân giống lan hồ điệp bằng cách nuôi cái mô. Và chính vì thế mà tại sao chúng ta lại thấy rằng người ta khi người ta bán cái vẫn là cái giống lan hồ điệp này, người ta lại có thể bán giá rẻ như thế. Bởi vì sao? Một lần tách, người ta tách hàng trăm hàng nghìn mô từ ở cái cây lan giống hồ điệp gốc ban đầu, người ta sẽ nhân giống ra. Và chính vì thế một lần người ta sản xuất, người ta tạo được ra cái số lượng nhiều như thế. Thế so với bằng cái cách bình thường của chúng ta, đó chính là gì ạ? Dâm hoặc chiết nghe cây cao, hoặc là gì ạ? Tách cái mầm của từ cây lan hồ điệp ra. Cái lan hồ điệp thì chúng ta thấy rằng cái lượng mầm nó tách ra từ cây mẹ thì rất là ít. Nên chính vì thế mà cái giá mà chúng ta thấy rằng làm thủ công nó sẽ đắt hơn là như vậy. Thế chứ không phải là chúng ta bảo là tại sao giống nó lại rẻ như thế. Là vì người ta đã áp dụng cái phương pháp ở đây, đó là nuôi cấy mô. Tiếp theo chúng ta thấy rằng là gì? Ngoài ra thì các bạn thấy cũng sử dụng vẫn là ví dụ như là giống khoai tây. Khoai tây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Trước kia chúng ta một củ khoai tây chúng ta sẽ tìm mắt và chúng ta cắt, sau đó thì chúng ta sẽ trồng xuống bên dưới. Thì một củ khoai tây đấy chúng ta thấy rằng là có thể là 4 đến 6 mắt thì chúng ta sẽ trồng được 4 đến 6 gốc. Nhưng tuy nhiên nếu mà khoai tây mà người ta nhân giống vô tính ấy, thì từ cái mắt của cây khoai tây ấy, người ta tạo ra được hàng trăm, hàng nghìn gốc. Và chính vì thế mà khoai tây vừa có sản lượng cao mà lại có năng suất cao như vậy. Này, thế. Vì vậy chính vì từ cái lợi ích như thế thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái quá trình nhân giống vô tính nó sẽ có lợi ích như thế nào? Chúng ta sang tiếp cái phần tiếp theo, đó là vai trò của sinh sản.
vô tính đối với đời sống thực vật và con người. Thì nhìn vào trong sách giáo khoa thì chúng ta nhìn thấy ngay hai cái vai trò to lớn của cái quá trình sinh sản vô tính đối với đời sống và thực vật con người. Đó là vai trò thứ nhất. Vai trò thứ nhất là đối với thực vật. Đối với đời sống thực vật. Đối với đời sống thực vật ấy, thì nó sinh sản vô tính sẽ giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài. Thế còn đối với sinh sản vô tính đối với đời sống con người thì ở đây chúng ta chưa ghi được ra. Thì đó chính là gì? Người ta yêu cầu chúng ta trình bày vai trò của sinh sản, sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp và cho ví dụ minh họa. Thế đây là chính là cái phần chúng ta cần phải giải quyết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Sinh sản, sinh dưỡng có vai trò rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp vì như sau. Sinh sản, sinh dưỡng cho phép tạo ra các giống cây trồng trong thời gian ngắn, duy trì được các tính trạng tốt, có lợi cho con người. Đồng thời nó tạo ra các giống cây trồng sạch bệnh và nhân nhanh các giống cây quý đang bị thoái hóa. Và nhờ nuôi cấy mô và tế bào thực vật thì chúng ta đã khắc phục được, lấy lại được những cái cây quý đang bị thoái hóa là như vậy. Vậy ở đây chúng ta có thể kết luận phần B. Vai trò của nhân giống sinh sản vô tính đối với đời sống con người như sau. B. Đối với đời sống con người. Đối với đời sống con người thì vai trò của sinh sản vô tính sẽ có vai trò thứ nhất, đó là duy trì được các tính trạng tốt. Duy trì được các tính trạng tốt. Duy trì được các tính trạng tốt có lợi cho con người. Viết tắt chữ con người. Cái lợi ích tiếp theo hay vai trò tiếp theo đó là nhân nhanh giống cây. Nhân nhanh giống cây. Nhân nhanh giống cây. Cần thiết trong thời gian ngắn. Đó. Vậy đó chính là toàn bộ nội dung bài học hôm nay chúng ta đã tìm hiểu. Thì đối với bài học ngày hôm nay thì yêu cầu các bạn phải nắm được cho cô, đó chính là yêu cầu các bạn nắm được cái khái niệm chung về sinh sản. Thứ hai là chúng ta có các hình thức sinh sản vô tính của thực vật, bao gồm có gì ạ? Sinh sản vô tính bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng. Thì các bạn cần nắm được hình thức sinh sản bằng bào tử, cái quá trình diễn ra hay khái niệm của nó, cũng như là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên cũng bao gồm có gì ạ? Cái khái niệm và cái quá trình sinh sản của nó ra sao. Và các bạn cần nắm được cái khái niệm sinh sản vô tính là gì, cũng như là phân biệt và nêu được cái cách tiến hành của các phương pháp nhân giống vô tính, bao gồm có ghép chồi, ghép cành này, chiết cành, dâm cành và nuôi cấy tế bào và mô. Đồng thời các bạn cũng cần phải nhớ được cái vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và đối với con người. Thì trước khi kết thúc bài học thì cô sẽ hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi, phần câu hỏi và bài tập trang 162. Cái câu hỏi đầu tiên ở đây người ta yêu cầu chúng ta trả lời đó là sinh sản là gì. Thì sinh sản là gì, đó chính là cái phần đầu tiên chúng ta đã vừa làm đấy. Thì cô vẫn nhắc lại cho các bạn, đó là sinh sản là cái quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài. Câu hỏi thứ hai, phần cuối bài tập của chúng ta, trang 162, đó là sinh sản vô tính là gì. Thì sinh sản vô tính sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp, hay không là, hay chúng ta có thể nói đó là chính là không có cái sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái, và con cái sinh ra thì giống nhau và giống với cây mẹ. Câu hỏi số 3, đó là nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Thì chúng ta thấy rằng có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, bao gồm có sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng. Trong đó sinh sản bằng bào tử thì là gì ạ? Là cơ thể mới được phát triển từ bào tử, và bào tử được hình thành trong túi bào tử của thể bào tử. Còn sinh sản sinh dưỡng đó là cơ thể mới được hình thành và phát triển từ các phần sinh dưỡng của cơ thể mẹ. Ví dụ như là gì ạ? Thân, củ, rễ, hom, vân vân. Câu hỏi số 4. Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính. Lợi ích ở đây sẽ bao gồm có những lợi ích sau. Lợi ích thứ nhất đó là tạo ra số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn.
Lợi ích thứ hai đó là cây con giữ được nguyên bản các tính trạng tốt của cây mẹ. Thứ ba đó là dâm chiết cành rút ngắn thời gian sinh trưởng của một số cây ăn quả và giúp chúng ta có thể tạo quả sớm. Và cái lợi ích thứ tư đó là nuôi cấy mô tế bào còn giúp cho tạo giống cây trồng sạch bệnh, phục chế các giống bị thoái hóa. Và câu hỏi số 5 đó là ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng A. Lóng, B. Thân rễ, D. Sinh trưởng, đỉnh sinh trưởng, D. Rễ phụ. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đáp án của chúng ta ở đây đó chính là thân rễ. Chúng ta có thể thấy một khóm chè chúng ta sau khi mới đầu chúng ta trồng nên nó chỉ là một gốc, sau đó thì nó làm sao? Nó sinh trưởng và nó đẻ ra rất là nhiều và tạo thành búi chè, đúng không ạ? Đó chính là đáp án B. Câu hỏi số 6. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để A. dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép, B. cành ghép không bị rơi, C. luốc di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài, D. cả A, B, C. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi cái cành ghép của chúng ta cắt ấy, thì chúng ta thấy rằng cái cành bên trên bị tổn thương và cành bên dưới đều bị tổn thương và nó đang bị ngăn cách. Vậy khi chúng ta ghép cành vào, cái việc quan trọng chúng ta buộc chặt với gốc ghép, với cái cành ghép, gốc ghép ấy, thì là làm gì ạ? Nhằm mục đích đó là dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép. Và đáp án ở đây chúng ta chọn đó là đáp án A. Đáp án A. Vậy là cô đã hướng dẫn các bạn trả lời toàn bộ 6 câu hỏi cuối bài trang 162. Về nhà các bạn sẽ trả lời lại các câu hỏi này vào trong vở bài tập, cũng như là đọc phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 161. Nghiên cứu trước cho cô bài 42 sinh sản hữu tính ở thực vật để bài hôm sau chúng ta được tiến hành nhanh và dễ dàng hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học sau. Chào các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.